Hello, xin mến chào mọi người. Lại là mình đây, Hoàng Lâm. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một cái sản phẩm đến từ nhà JBL. Thì đây là một cái mẫu loa hiện tại đang rất là hot trên thị trường. Nếu như mọi người có quan tâm về những dòng loa Bluetooth nó mới vừa được ra mắt gần đây thôi. Thì cái mẫu loa này có cái tên gọi là Battybox Encore Essential. Thì đây là một cái mẫu loa có kích thước rất là nhỏ gọn, nhưng mà nó đem đến cho chúng ta một cái trải nghiệm cũng như là một cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Mọi người sẽ thấy ở đây nó có một cái tính năng rất là quen thuộc đến từ nhà JBL, đó chính là Bass Boost. Đây là một cái công nghệ mà có thể nói là độc quyền của nhà JBL. Nó giúp cho cái âm thanh khi chúng ta trải nghiệm cái âm thanh bass á, nó sẽ sâu hơn và hay hơn. Và ở bên ngoài vỏ hộp thì chúng ta sẽ có thấy những cái thông tin ở đây. Nó sẽ cho chúng ta khả năng nè chơi nhạc Pro Sound. Cái thứ hai nữa là nó sẽ trình diễn được cái phần ánh sáng ở đây. Nó có tính năng trình diễn ánh sáng ở trên chiếc loa của chúng ta luôn. Ngoài ra thì thời gian sử dụng của chiếc loa này được hãng công bố lên đến 6 tiếng đồng hồ, giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm thoải mái một cái buổi party box, một cái buổi tiệc tùng ở rất là thoải mái. Và một cái tính năng ở trên cái chiếc loa của chúng ta và cũng được trang bị trên tất cả cái dòng loa của nhà JBL, đó chính là cái khả năng kháng nước nha mọi người. Ở đây thì nó cho chúng ta kháng nước lên cái mức độ là IPX4. Thì cái tính năng kháng nước này nó sẽ kháng nước thôi nha mọi người, chứ không phải là nó chống nước. Nghĩa là chúng ta sẽ có thể bảo vệ loa trong trường hợp mưa nè, hoặc là trường hợp mà nước tạt qua chúng ta lau chùi sơ qua thì nó sẽ được bảo vệ. Còn trường hợp chúng ta quăng cái loa xuống dưới sông, dưới hồ đó, thì cái này nó không có kháng được nha mọi người. Đó, thì IPX4 thì nó ở mức độ đó. Rồi, nói như hồi nãy giờ cũng quá dài dòng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đập hộp cái chiếc loa này để xem trang bị bên trong nó sẽ có những gì và chiếc loa của chúng ta nó sẽ ra như thế nào nha. Rồi, bây giờ mình sẽ khui cho mọi người cùng xem. Đây là chiếc loa mới hoàn toàn nha mọi người, chưa được khui hộp ha. Mình cũng rất là háo hức khi mà khui cái chiếc loa này, tại vì hãng đã đưa qua cửa hàng Bắc Phát một số lượng đưa về kho rồi, nhưng mà hiện tại là bây giờ mới có thời gian quay cho mọi người cùng xem. Đây, chiếc loa của chúng ta. Khi mà mọi người khui ra thì chiếc loa của chúng ta sẽ được đóng gói như thế này. Và ở trong đây là những dây cáp, theo mình đoán là như vậy. Đây, và khi khui ra thì chúng ta sẽ có một cái gì trong đây không biết luôn. Để khui ra cho mọi người cùng xem. Đó là một cái quyển sách hướng dẫn nha mọi người, cũng như là những cái thông số về cái chiếc loa JBL Essential. Rồi, thì đây là một cái trang bị rất là đặc trưng của nhà JBL, đó chính là những cái sợi dây nguồn. Lúc nào khi chúng ta mua những cái chiếc loa JBL chính hãng á, thì nó cũng sẽ được trang bị rất là nhiều những sợi dây nguồn khác nhau như thế này. Thì ở đây là đầu số 8 nha mọi người, cắm vào loa ha. Đầu số 8 nè. Và chúng ta sẽ có hai dây này giống nhau nè, nhưng mà nó khác nhau gì mọi người biết không? Thấy nó đơn giản, nó giống nhau nhưng mà thật ra nó không giống nhau đâu nha mọi người. Ở đây cái kích thước đầu chui nó sẽ khác nhau ha. Đây, nhầm người nói cái này giống nhau nhưng thật ra không giống. Đây, cái đầu dây này nó sẽ nhỏ nè, đến cái cỡ vừa nè, và đến cỡ này là cỡ đại. Thì giúp làm gì? Khi chúng ta cắm vào những ổ điện á, nó không bị lỏng lẻo ha. Hãng rất là chi tiết cũng như là rất là quan tâm đến người dùng ở những cái chi tiết rất là nhỏ như thế này thôi. Đấy, và đây là một cái dạng chui dẹp, nhưng mà thị trường ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không xài chui này nhiều ha mọi người. Ở đây thì nó sẽ xài ở những thị trường khác, ở những nước khác đó. Rồi, bỏ qua ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến cái phần chiếc loa ở nhân vật chính. Lúc nào khui những chiếc loa chính hãng như thế này thì cảm giác nó cũng rất là sướng nha mọi người. Đó, giống như được bóc tem như đấy. Đây, cái phần mút cũng rất là dày để bảo vệ chiếc loa ha. Chiếc loa đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nha mọi người. Từ khi mà chúng ta cầm cái hộp lên thôi là chúng ta đã thấy sự chuyên nghiệp rồi. Đó, cho đến phần đóng gói bên trong. Ở lúc nào những chiếc loa này nó cũng sẽ được chỉnh chu hết. Và khi mọi người mua những chiếc loa này cũng rất là an tâm ha.
Đó. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta. Và mời anh Minh sẽ quay gần hơn để chiêm ngưỡng chiếc loa này. Đây, như mọi người nhìn thấy, phải nói là hàng chất lượng nha mọi người. Cộng ngon loa, chơi rất là chắc tay và sướng luôn. Đây, ở phía sau của chiếc loa của chúng ta sẽ được trang bị gì? Nó sẽ trang bị cho chúng ta cổng USB để kết nối nhạc nè, kết nối nhạc cũng như là cấp nguồn cho những thiết bị khác. Thì khả năng cấp nguồn của nó lên đến 0.5A ha mọi người, 5V và 0.5A. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cổng out in để truyền tín hiệu âm thanh đầu vào cho cái chiếc loa. Đó, để chúng ta có thể cấp nhạc nè cũng như lấy nhạc cho chiếc loa. Ngoài ra thì một cái công nghệ rất là mới hiện tại đối với lại những dòng Bluetooth 5.1 đó chính là khả năng kết nối True Wireless ha mọi người. Để cho chúng ta có thể chơi hai loa để làm hệ thống âm thanh cho nó nâng cấp cái chất lượng âm thanh hơn. Thì giống như bây giờ mọi người có một chiếc loa nè, mọi người sẽ trang bị thêm một chiếc loa nữa thì chúng ta sẽ kết nối bằng cái tính năng này để chúng ta có thể phát loa trái loa phải riêng biệt, tạo cho nó một cái không gian hay hơn. Ở đây thì không thể thiếu trên những chiếc loa bạc tibox đó chính là một cái cổng kết nối micro 6.5 ly để chúng ta có thể kết nối những cái micro rời giúp cho cái loa có thể karaoke được ha. Và ở đây một cái volume mic. Và theo nhà sản xuất thì trên cái chiếc loa này nó được tích hợp cái app của bạc tibox ha. App của những cái dòng loa bạc tibox thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái app đó sau. Và dưới này là chúng ta có một cổng để kết nối những cái dây sạc như thế này vào đây. Đấy, chiếc loa thì được bo tròn, có kích thước tổng thể là nó dạng vuông vuông ha mọi người, nhưng mà nó sẽ được bo tròn ở những góc này. Và ở vị trí này nó được nhắn một cái phần nhựa bóng ha. Đây, một phần nhựa bóng tạo cho chiếc loa của chúng ta có sự bóng bẩy hơn. Mặt trước này thì làm từ thép sơn tĩnh điện nha mọi người. Thép sơn tĩnh điện rất là dày. Đó, không có hề bị kêu hay là gì hết. Và một cái thương hiệu JBL, một cái màu rất là đẹp. Rồi bên hông thì cũng là thương hiệu. Đấy, phần này thì nó được tạo những cái thanh sọc như thế này để giúp cho chiếc loa của chúng ta nó giảm thiểu cái bị chày hay là bị xước nha mọi người. Đây, và ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái phần tay sách cũng khá là thoải mái ha. Những tay ai bự á, sách cũng rất là thoải mái, còn mình cầm thì nó vẫn còn dư một đoạn ha. Ở đây có tính năng bass boost nè, trình diễn ánh sáng ha. Ở bên đây là nút nguồn và bên đây là nút kết nối Bluetooth. Ở đây là nút âm lượng cũng như là nút ngưng và nút phát bài hát. Đấy, chúng ta cầm loa như vậy là chúng ta bấm luôn, thấy không? Hãng rất là tinh tế ở phần này. Đó, rất là thoải mái ha. Đó. Rồi, ok, bây giờ thì sẽ kết nối nhạc và chúng ta sẽ thưởng thức âm thanh thôi nào. Initializing sound system. Và mọi người đang nghe được chất lượng thanh bass trên chiếc loa JBL Essential. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Thay đổi được ánh sáng đèn ở đây nha mọi người. Tiếng bass rất là chắc ha. Và bây giờ mình sẽ tăng thử cái tính năng bass boost trên cái chiếc loa này để cho mọi người cùng xem. Đây, bây giờ mình sẽ tăng cái tính năng bass boost nha. Đây, đó. Và hiện tại là tính năng bass boost đang được kích hoạt. Rất là sướng mọi người, tiếng bass rất là chắc. Rồi, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người nghe một ca khúc của ca sĩ Phương Thảo. Thì đây là một cái bài hát
mà nó sẽ cho mọi người trải nghiệm được cái độ chi tiết của chất lượng âm thanh ở từng dải âm, từ chung bass cho đến chép ha. Và mọi người đang nghe ca khúc Gói Thuốc Đợi Chờ của ca sĩ Phương Phương Thảo. Cái phần ánh sáng trên đây rất là đẹp ha mọi người. Mình sẽ đợi mic ở đây nha, để cho mọi người có thể trải nghiệm được cái chất âm tốt nhất. Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình, cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu bên nhau rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang, giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa, vì nụ hôn còn thiên tha. Tay vàng tim chơi vơi theo thời gian, có nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Và mọi người vừa nghe qua một đoạn nhạc có chất lượng âm thanh rất là chi tiết đấy, thì chiếc loa của chúng ta với cái mức giá hiện tại trên thị trường đâu đó rơi vào tầm khoảng từ 8 đến 9 triệu tùy theo cái thời điểm nha mọi người. Và chiếc loa này mình quên công bố cái trọng lượng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 kg. Và đối với lại 6 kg lô thì theo mình nghĩ thì tất cả các chị em hay là anh thanh niên nào thì cũng rất là dễ dàng sử dụng ha. Đây, mình cầm một tay rất là thoải mái ha. Và chiếc loa này thì mọi người có thể đem đi trong những chuyến đi dã ngoại hay là trong những chuyến đi du lịch của chúng ta. Chúng ta rất là dễ dàng bỏ trên những chiếc xe hơi nè, bỏ vào những cái chiếc xe 7 chỗ hay gì đó, rất là thoải mái luôn. Và thậm chí những chiếc xe máy mà có cái cốp gọng gọng thì có thể bỏ dừa luôn nha mọi người. Đấy, mình nghĩ chiếc loa này sẽ còn rất là cháy hàng trong thời gian sắp tới. Mọi người muốn trải nghiệm trực tiếp cái mẫu loa này có thể ghé qua địa chỉ tại số 37 đường số 2, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm trực tiếp cái mẫu loa này tại cửa hàng Lâm Phát Audio. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi một cái video đặc biệt, đó chính là những mẫu micro dành cho chiếc loa này. Mọi người hãy nhớ đăng ký và follow mình nhé. Xin chào.